Hello, kính chào ông bà cô chú nha. Chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn trên kênh của gia đình mình nha. Chào đại gia đình của Chánh. Thì hôm nay là Bo Tí sắp về Việt Nam. Thì Bo Tí về cũng không có mang gì về. Hai vợ chồng mình tranh thủ lợi được ký nào là hai vợ chồng mình đi bây giờ đang đi bào, đi lấy hàng gửi về, Bo Tí cầm về giùm để bán, để giao cho ông bà cô chú ở Việt Nam á mà. Đây bây giờ ông bà cô chú mình cùng đi với vợ chồng Chánh để đi lấy hàng, coi hôm nay mà mình lấy những mặt hàng gì. Hình của ông bà cô chú thì đã ngủ trưa, say giấc nồng mà cả nhà. Chứ bế ảnh đi theo quá thì ảnh hay đi mỏi chân quá, mà mình lấy hàng mình thì mình phải di chuyển liên tục, nên bữa nay vợ chồng mình quyết định là đánh lẻ một hôm ông bà cô chú. Với lại Thảo nói với Rình đó là để mẹ đi lấy hàng xong á, anh ngủ đi rồi lát về là mẹ sẽ làm kẹo chip chip cho ảnh, kẹo dẻo ông bà cô chú. Nên ông bà cô chú biết ngoan. Sao không? Là ông bà cô chú sẽ là comment thì đúng là ông bà Tí mới qua thì về lại thì nó cũng hơi là hơi nhanh quá, nhưng mà Tí với bà Tí thì suy nghĩ kỹ rồi. Ông bà cô chú thì thấy đi như vậy nè, và bé Xuân ở Việt Nam thì nói chung là cũng lứa tuổi yêu nhau cũng không có an tâm, nên hai đứa nhỏ chắc quyết định là cuối năm nay là sẽ ra mắt gia đình để đám nói đám hỏi, có thể là nếu mà hợp ngày hợp tuổi thì cũng có thể là tiến tới hôn nhân luôn, để về rồi tập trung là làm ăn, lo xây dựng tương lai và sự nghiệp. Đó là như vậy thì Tí mới quyết định với ba là về để sắp xếp rồi đi xuống nhà xuống nói chuyện rồi lấy ngày lấy mùng đồ này kia khác nọ, rồi đợt sau Tí qua thì Tí sẽ ở lại lâu hơn cho Xuân yên tâm. Nói chung là cái kiểu mà hai đứa đang yêu xa đó cả nhà, thì mình chính cũng giải thích trên kênh cho bà con chúng mình hiểu rõ hơn để mình khỏi có những cái thắc mắc mà nó vướng bận á. Dạ, với lại em bà cô chú cũng thông cảm cho hai em, tại vì Xuân với Tí thì quen cũng lâu lắm rồi, cả nhà cũng 5-6 năm rồi đấy ông bà cô chú. Có theo xa, nhớ nhung ngày xưa Chánh với bà Thảo có Ryan rồi đó, mà Chánh chưa bảo lãnh được bỏ qua cái là hai vợ chồng ăn là tối ngày cứ ôm cái điện thoại mấy cái Chánh làm xong rồi Chánh ôm cái điện thoại hỏi là em đang làm gì đó, rồi có nhớ anh không, rồi bà Thảo cũng vậy, đi mình đi đâu có anh đi đâu vậy, sao không ở nhà đi. Dạ, cái kiểu yêu xa nó vậy không mà cô chú ơi. Dạ, cái gừng là cái gừng bắt đầu chí chóe. Nên là bây giờ hai em cũng xác định kỹ, nên là giờ đợt này Tí về chắc cũng là ba mẹ xem ngày như thế nào á bảo chú. Nếu mà cuối năm mà gia đình mình có tin có hỷ vui á thì hai vợ chồng mình về ha. Ừ. Đó, hai vợ chồng Thảo với Rình cũng về. Bo thì cũng xác định là thương với Thanh thật lòng. Thì Thanh cũng vậy. Thì kệ đó, mình tình yêu từ nhỏ nó đi tới đâu thì cứ để cho nó đơm hoa kết trái hay gì đó là do duyên do phận nó mà con chú. Tí Xuân mấy năm rồi đó? 5-6 năm mà tính ra là vợ chồng mình trước khi cưới là Bo Tí với Xuân đã quen nhau mấy tháng, gần cả năm trước đó rồi đó cả nhà. Rồi giờ mấy Tí cũng 26 là chuẩn bị 27 rồi. 6 năm rồi. 6-7 gì rồi thì nếu mà bây giờ có nhiều người nhiều quan niệm là cưới vợ sẽ đi lập nghiệp xong mới cưới vợ. Nhưng mà như tính cách của Tí thì chắc nghĩ là phải có vợ xong mới lập nghiệp. Có vợ là với có con nó làm có động lực, nó để cho năng nổ lên, để khi lúc mà có vợ có con xong là cố gắng nghĩ tới vợ con nhiều là lo kiếm tiền nuôi. Tính nghĩ là vậy, nên nó mong bà cô chú là cũng hiểu giùm cho Bo Tí một chút. Dạ, nên ông bà cô chú cũng xem cũng hoan hỷ cho mấy em nha, chứ không phải là mấy em mới qua mà ham chơi hay gì về Việt Nam đâu ông bà cô chú, tại vì đi mỗi lần đi lần về cũng tốn kém lắm, nên cả nhà mình thông cảm nha. Cuối năm ví dụ như mà ba mẹ cho cái ngày chính xác thì vợ chồng mình sẽ bút vé về, còn giờ Chánh ở đây chúng tập trung cho Chánh lo Chánh làm. Dạ. Chánh lo cho anh rồi để chuẩn bị anh đi học, sắp tới anh cũng sẽ phải đi học thôi, rồi phải lo tương lai cho ảnh nữa, rồi cho ảnh một cái nơi ở cho nó ổn định. Chứ đâu phải là bữa nay kẹt xe không kẹt xe này. Giờ này ra đường không kẹt xe này. Hên quá. Thường thường giờ này là 4 giờ gần 5 giờ chiều là hôm nay thứ bảy không? Thứ bảy là không kẹt xe. Đó kẹt xe thứ bảy. Nhưng mà chủ nhật lại kẹt nha. Chủ nhật đến xong phân giờ lại kẹt. Tại người ta đi chơi á, người Mỹ người ta hay đi chơi, người ta đi chơi trong ngày người ta về. À đợi đi.
mà anh hỏi bao tí, có bao tí cũng muốn đi lắc theo hồ không? Chở em với bao tí cả nhà đi lắc theo hồ một bữa. Dạ đi anh chứ. Cũng chưa đi lắc theo hồ, lỡ mà mai mốt mình có mua chủ ban mình không còn cơ hội đi đâu. Với lại ngày mai thì mình còn mời chú Hinh với cô Liễu đi đâu ăn á anh nói á. Mình sẽ mời đi Monkey King, đi ăn quán cái tên là Tôn Ngộ Không. Lạ. Monkey King là Tôn Ngộ Không đó, vua của tất cả các loài khỉ đó. Có thể là tháng 6 này mình sẽ đi qua thăm hai bác ở bên Chicago cả nhà. Hai vợ chồng mình cũng có ý định là lâu quá rồi chẳng không thăm bác gái, thì nếu mà sắp xếp được công việc ổn định lại lúc đó cũng hè nữa chắc là đi chơi thì chắc cho qua biển Nam 3-4 ngày 5 ngày dẫn Thảo đi những cái nơi xinh đẹp ở Chicago cho Thảo biết đó, là cũng biết là nơi cái chánh nó từng sống vậy thôi. Cả nhà ơi, thì bữa giờ là ở shop Thảo thì cũng hết kem chống nắng. Sẵn bên đây sale là giờ Thảo gom kem chống nắng luôn, với lại kính độ nữa. Kính mà có độ cho ông bà cô chú á. Có đủ loại độ luôn, 3 độ cũng có, 1 độ ha, 1 độ 50 hoặc là 2 độ cũng có. Ở đây á thì người ta chỉ cho mình gom á một ngày là một ngày tối đa một lần vậy là chỉ được có 5 sản phẩm ha. À, limit là 5, đúng rồi. Dạ, nên là hôm khác mình phải ra lấy tiếp. Nên giờ mình qua quầy thuốc sale mà, sale thì mình phải đi gom gì đó. Tại vì tất cả sale ông bà cô chú là không có cho mình mua một lần số lượng lớn đâu. Mình sẽ đi lắc nhắc mỗi lần 5 món, 10 món nhưng mình mới được cái giá sale nha. Nhưng mà chứ phải ông bà cô chú tính đây là chạy tiền xăng mà mỗi lần phải chạy đi ra được 5 món nè. Rồi hả, rồi thuế các thứ rồi này họ cộng vô nữa. Hai vợ chồng đi vậy nè, không có anh ình là khỏe. Đi làm không có anh ình khỏe lắm. Đây là quầy mấy cái đồ ăn giặt nè ông bà cô chú nha. Đậu rồi mấy cái hạt á, cái loại hạt bọc sô-cô-la rồi đó, khô bò Mỹ. Đây nè, cái này là khô bò Mỹ nè bà cô chú. Đây nè anh ơi. Nhưng mà cái này á, cái loại nè, đây là hơi ngọt ngọt nha. Cái loại có tiêu á, mới ngon. Cái loại có tiêu mới ngon. Đây, khô bò Mỹ nè vậy nè. Cái này có tiêu không ta? Móc không anh muốn không mua xả. Nó vậy là phải chụp hình lại để phải làm giá, mỗi lần đi một cái giá khác nhau nên phải chụp hình lại rồi làm giá. Nên ông bà cô chú mà mua hàng bên chánh thường thấy cái giá nó sẽ lên xuống rất là thất thường. Nhưng mà ví dụ như không chánh, bên chánh không phải là đang bán cao cái là lấy rẻ là để dạy bán đâu, lấy rẻ là bán rẻ, lấy mắc là bán mắc, bán theo giá thị trường cho ông bà cô chú mình đàng hoàng chứ không có ham lợi nhuận mà cứ bán một giá đâu. Như cái thuốc này là thuốc tiết niệu nè anh. À, cái này là viên cranberry á đúng không? Dạ. Cái nước cranberry á uống cũng rất là tốt cho đường tiết niệu nữa. Dạ. Để em qua bên kia coi nó có sale không. Nó cho lý cái đó giới hạn được mấy món vậy? Có 5 à. Có những món em để ý nha, có cho được 10 món, 15 món dạ, luôn. Dạ đây nên mấy cái này nè em đang coi nè. Đó. Chỗ này là quen thuộc với vợ chồng chánh quá rồi. À, bữa nay bữa chơi thời trang phân thời tiết nè, bữa chơi đồ sọt đồ giày thể thao đi không cả chú tao, nhìn như gái mới lớn vậy đó. Cái nghệ này em bán được nè. Bữa nay Thảo bị bệnh á, mà cô chú ốm xuống mất 1 ký thì thương tội ghê. Chính đang ép ăn lại nè, đang ép uống sữa anh xua, tí nữa lấy thùng anh xua nữa nha em. Dạ lát em qua kia em lấy. Đang ép uống anh xua, đang ép ăn đồ Mỹ cho nó mập lên á. Cái nghệ này nè là dùng để cho cái hỗ trợ cho cái sức khỏe của cái hệ thống phản ứng viêm của cái cơ thể mình á. Ví dụ như là ai mà hay bị cái cơ địa là dễ bị viêm bên trong cơ thể như là vậy là mình sử dụng cái này nó sẽ rất là, nó hỗ trợ rất là tốt vào cái bệnh đó. Đó, Thảo bà đang lấy thêm hàng. Đây. Mọi thứ ít đẩy ra rồi đẩy vô vậy nè ông bà cô chú ơi. Ở bên đây á, thì được có cái á, là hàng hóa là người ta mà để giá rất là minh bạch rõ ràng, chất lượng cũng vậy, nguồn gốc là xuất xứ rõ ràng cho mình mua. Và bên chánh gọi là mua đem về thôi đó, gửi về là đem về cho ông bà cô chú mình. Cái đó uống tốt lắm á em, mà không biết ở Việt Nam ông bà cô chú mình có ai sử dụng không nữa. Để em chụp lại cái giá nè, để em về em làm giá. Tại vì cái đó anh uống mỗi ngày luôn á. Đúng, cái này kiểu như là nó về men tiêu hóa, men vi sinh á. Men vi sinh đó ông bà cô chú.
cái hiệu cũng... này là bây giờ là nổi tiếng ở đây luôn, mà cô chú là được bác sĩ khuyến dùng luôn á, một ngày có chín một viên thôi, nó hỗ trợ đường hệ tiêu hóa của mình rất là tốt. Thảo coi cái nào nó đắt xa hơn á thì mình lấy để ông bà cô chú được đắt mới nhất. Cái này cũng giới hạn á, xin lỗi luôn, cái này giới hạn. Cái dầu cá này bán chạy ghê em ha, hết hàng luôn. Ở Việt Nam mình rồi, không còn hàng luôn, mà ở đây nè đó, còn 3 hộp cuối cùng là mình gom luôn cho rồi. Mấy bữa nay khách hộp bên Chánh hỏi mua cũng đâu có đâu. Cháy mà không có, ở các cô không có, thôi hết hàng không được, ít hàng là mình cũng không bán à, không có lấy bậy là nhiều chỗ người ta lúc nào cũng có hàng hết á, mà không biết ở đâu người ta có nữa, mình thì không có dám lấy. Để em lấy bột trái cây hẳn giờ hết á, trái cây Chánh là đẩy xe, nhiệm vụ của Chánh là đẩy xe nhận vật của chú. Gương mặt nhỏ nhắn ôm thùng sữa đang bà cô chú. Bỏ lên đây cho anh. Bỏ dưới. Ây da. Khúc này là bán sữa cho trẻ em. Cái Chánh thấy nhiều người, nhiều bé cũng uống cái Nido này nè, nhưng mà Chánh không có lấy về, tại ở Việt Nam không có phổ biến. Cho 1 đến 3 tuổi. Bữa nay là Similac có lại rồi nè. Anh em, cái loại này là Mỹ ở shop mình từ người ta bắt đầu có lấy lại là giá nó sẽ ổn định hơn, nhưng mà vợ chồng mình đang đợi. Cái loại này thì ở shop mình có là 1 đến 3 tuổi. 1 đến 3 tuổi nè. Ồ. 1 đến 3 tuổi cho bé dùng. Đây là cái lăn nách nữ nè cả nhà ơi. Mẫu mới rồi nên Thảo lấy bán luôn. 5 hộp đi em xã. Tại vì mấy em á không có cầm đồ về gì hết đó, nên mấy em kêu là anh chị có gửi hàng gì thì đi gom hàng đi. Nên là Thảo với anh Chánh ra gom hàng được lợi cho mấy trăm đô tiền phí á. Dạ, nên đó là cái hàng á mình cũng lựa vừa phải á, chứ không thôi là mấy em xách nặng cũng đuối lắm. Anh hôm bữa nói thuốc dị ứng nào anh? Thuốc dị ứng gì? Bữa nó là anh nói là anh chị em thuốc dị ứng nào hay lắm á. Nhưng mà đúng rồi, thì mình sẽ gửi tầm một cái xe này cho bao tí cầm về. Đó, mình không có dám gửi nhiều, sợ mấy em đi cực. Mình bây giờ vợ chồng mình sẽ lấy một ít đồ ăn ăn vặt cho mình, rồi cái vợ chồng mình về luôn. Dạ, tại vì có nhiều cái nó gia hạn quá cả nhà, không có giới hạn được lắm hết á. Giới hạn 5 năm. Đi xăng xe là phải vậy thôi, chứ đâu có cho mua nhiều cái này, mà vậy nói chung là cũng nhiều người mua bán lắm, nên mà nếu mà cho mua thả ra chứ người ta vô người ta mua phát hết, không có tới người khác mua nữa. Dạ, nên mình mua được bao nhiêu thì cứ mua, rồi gửi về được như cứ gửi. Thì nãy giờ hai vợ chồng đi á, gom cũng được khá nhiều hàng luôn. Bây giờ Thảo sẽ về đóng coi được mấy thùng, rồi coi mấy em là dư còn bao nhiêu ký nữa thì mình mới dám đi gom tiếp. Còn lại là nếu mà dư hơn so với số ký của mấy em á, thì vợ chồng của Thảo là sẽ gửi đường cargo. Tại vì thường cứ 2 tuần là bên mình sẽ có một chuyến hàng cargo về tại shop á cả nhà. Nên là ông bà cô chú nếu mà ai muốn mua những cái thực phẩm chức năng như thế này nè, mà đắt mới, mẫu mới nhất luôn á, thì với lại giá cả cực phải chăng á, thì cả nhà mình nhớ ghé ủng hộ vợ chồng Thảo nha. Ở Việt Nam cũng có sẵn một số mặt hàng ở Việt Nam nữa, nên ông bà cô chú cần những cái sản phẩm nào cứ gửi qua đây để Thảo đi gom cho nha. Mà để quan trí cái tờ giấy. Dạ ông bà cô chú, hôm nay là cái chiếc chiếc dành mấy chiếc dao cô đẹp nè. Đó. À hôm nay là con thích làm kẹo chip chip phải không? Rồi thích quá nên bây giờ là Thảo sẽ làm cho anh ăn kẹo. Cái dâu ông cửa vui chưa? À nhìn trái dâu vui chưa, rồi cái gì nữa con giới thiệu cho ông bà cô chú đi. Món nào nữa? Món kiwi thấy chưa? À ông bà cô chú thấy chưa, có thêm kiwi nữa, rồi cái gì nữa ta? Ố gì? Orange. À trái cam, giỏi quá. Rồi cái trái gì nữa, thêm vị gì nữa? Vị này là vị chanh dây, anh chưa biết. Rồi con có nguyên liệu gì? À không thể thiếu là cái bột bột gelatin này nè. Bảo chú hôm qua anh Chánh đi kiếm ở chợ Mỹ cho Thảo á, để mình làm cái kẹo chip chip. Còn cái khuôn này là anh Chánh cũng order về cho hai mẹ con. Bây giờ là mình chuẩn bị bắt đầu nha. Đây anh phụ mẹ nha.
là cái thành quả của hai mẹ con đây ông bà cô chú ơi. Bây giờ Thảo sẽ lấy ra thử xem là cái kẹo chip chip này nó có thành công không nha cả nhà. Bây giờ Thảo sẽ lấy con khủng long này trước nha. Dạ, lấy con dưới đây đi chơi vậy. Kẹo chip chip dữ chưa? Đây, rất là dễ làm vậy luôn. Chip chip vậy hả? Bà thử con được không? Dạ được. Nè ông bà cô chú ơi, nó rất là dai luôn. Cũng ngon á. Vị trái cây là mình tự lấy trái cây thiệt luôn á hả? Dạ đúng rồi, cái này là mình sẽ làm một vị trái cây thiệt á, cho mấy bé ăn á, nó không có... Trời ơi, mẹ Thảo thương anh dữ vậy ta. Trời mà cả chip chip. Trời ơi, cái gì vậy anh? Anh không biết mở, anh móc ghê vậy. Con ăn thử con này đi, nè con ăn thử trên dĩa này đi. Anh quay gần cho ông bà cô chú xem. Con kẹo chip chip này ông bà cô chú, nó nhìn đúng chip luôn ạ. Nè con ăn thử một con đi. Nguyên hai là mẹ lấy hết ra mới được. Rồi con ăn đi rồi mẹ sẽ lấy hết ra. Con review rồi, các mẹ làm có ngon không? Con ăn thử rồi con review cho ông bà cô chú coi đi, coi vị gì. Vị gì? Vị gì em? Nghĩ là nó hơi ngon. Nhưng mà ấy là mẹ hỏi là bị gì? Vị trái gì? Mẹ nói cho đi. Mẹ không biết trái đó con ăn xong nghe mùi gì? Kiwi. Kiwi hả? Dạ. Rồi bây giờ con thử cái con sư tử coi vị gì. Là kiwi luôn. Kiwi luôn bà. Ngon không? Mà ngon không? Ngon con. Dạ ngon. Trời. Rồi bây giờ con chào bà cô chú với mẹ đi rồi xong rồi con cảm ơn bà cô chú đi. Chào bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú đã theo dõi video ngày hôm nay của gia đình mình nha. Ông bà cô chú nếu mà ai mà có ở nhà có trẻ em nhỏ thì ông bà cô chú thử làm cái món này nha. Thảo nghĩ là mấy đứa bé sẽ rất là thích luôn á. Nhưng mà anh quái quá chế quá nghe đứa bự à.